IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Menopur 75 đơn vị với liều 300. Với liều 300, anh chị cần 4 lọ thuốc và 2 ống nước cất. Bước số 1, anh chị kiểm tra thuốc với toa thuốc, đảm bảo đúng tên thuốc và đúng liều 300 đơn vị. Cuối cùng là ngày tiêm được chỉ định đúng là hôm nay. Anh chị kiểm tra lần cuối cùng lọ thuốc có đúng là Menopur 75 đơn vị hay không. Kế tiếp, kiểm tra hạn sử dụng của thuốc. Và cuối cùng, anh chị kiểm tra chất thuốc. Với thuốc bình thường sẽ có dạng bột màu trắng. Thuốc hư sẽ bị đổi màu. Anh chị thực hiện rửa tay sạch với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Bước số 2, anh chị thực hiện pha thuốc. Đầu tiên, anh chị sẽ bẻ hết hai ống nước cất bằng cách dùng lực bẻ tại chấm tròn được làm dấu trên ống nước cất và sử dụng gạt để bao quanh ống nước cất trong quá trình bẻ. Anh chị sẽ bẻ hết hai ống nước cất để thực hiện pha loại thuốc này. Kế tiếp, anh chị thực hiện pha thuốc bằng cách lắp đầu kim pha số 18 vào bơm tim số 5 để thực hiện rút hết hai ống nước cất vào bơm tim số 5. Anh chị thực hiện pha thuốc bằng cách bơm toàn bộ lượng nước cất vừa rút vào lọ thuốc đầu tiên. Sau đó lắc nhẹ cho đến khi thuốc hòa tan hết. Khi thuốc đã hòa tan hết thì anh chị sẽ rút thuốc ra. Để rút được hết thuốc trong lọ, anh chị sẽ đặt mặt vát của kim vào rãnh trên nắp của lọ thuốc. Và rút đến khi nào hết thuốc trong lọ. Kế tiếp, anh chị bơm toàn bộ lượng thuốc vừa pha vào lọ thuốc số 2 để thực hiện pha lọ thuốc số 2. Sau đó lắc nhẹ cho đến khi thuốc hòa tan hết. Khi thuốc đã hòa tan hết thì anh chị sẽ rút thuốc ra. Để rút được hết thuốc trong lọ, anh chị sẽ đặt mặt vát của kim vào rãnh trên nắp của lọ thuốc. Và rút đến khi nào hết thuốc trong lọ. Tương tự, anh chị bơm toàn bộ lượng thuốc trong bơm tim vào lọ thuốc số 3 để pha lọ thuốc số 3. Sau đó lắc nhẹ cho đến khi thuốc hòa tan hết. Khi thuốc đã hòa tan hết thì anh chị sẽ rút thuốc ra. Để rút được hết thuốc trong lọ, anh chị sẽ đặt mặt vát của kim vào rãnh trên nắp của lọ thuốc. Và rút đến khi nào hết thuốc trong lọ. Cuối cùng, anh chị dùng lượng thuốc vừa pha bơm vào lọ thuốc số 4. Sau đó lắc nhẹ cho đến khi thuốc hòa tan hết. Khi thuốc đã hòa tan hết thì anh chị sẽ rút thuốc ra. Để rút được hết thuốc trong lọ, anh chị sẽ đặt mặt vát của kim vào rãnh trên nắp của lọ thuốc. Và rút đến khi nào hết thuốc trong lọ. Sau khi pha thuốc xong, anh chị sẽ tháo bỏ đầu kim pha và thực hiện lắp đầu kim số 1 vào bơm tim. Sau khi lắp đầu kim xong, anh chị sẽ gõ nhẹ vào bơm tim và thực hiện đuổi lượng không khí trong bơm tim ra ngoài, đến khi đầu kim xuất hiện một giọt thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tim. Thì vị trí tim mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 cm, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được.
Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tim. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tim theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Anh chị sẽ tháo nắp kim ra để thực hiện tiêm thuốc. Véo dao bụng lên, ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Dùng một tay cố định bơm tim, tay còn lại sẽ thực hiện bơm thuốc chậm. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể. Dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.